6 à? Chưa tôi uống rượu từ 11 rưỡi đến 3 rưỡi mà uống không có ai ngồi ăn mập luôn. Sai, tại hết luôn rồi. Chưa uống rượu thì nó không bị sẽ không bị say. Hết con ăn nó. Kèo nhá, làm kèo nhá. Anh Cường đánh nét đấy. Ui, ăn một anh ơi. Có ai ở Lào Cai làm kèo không? Review nhà anh Hải đi ạ. Đây, cái bức tranh này là anh Hải để mai sẽ là đấu giá nha, trong bên từ thiện nhá. Bên từ thiện cho mọi người. Nhà anh Hải rộng lắm, nhà anh Hải là 1.000 m² cơ mà. Ôi đừng thả anh ơi, mất của anh ấy đấy. Mất đấy. Mất của nó của mình đâu. Ở mình phải giữ khách, mình là khách mình phải. Thôi Khang gọi đi em. Khang thả ra rồi. Anh Khang thả ra. Xong là có đang chơi mèo. Khang thả ra xong rồi hắn bảo thả đi trông. Trộm vía rồi anh. Trộm vía nhỉ? Rồi trộm vía đấy. Chết rồi. Thả rồi mọi người ạ. Nhà anh em nuôi một con mèo nhưng mà bị thả rồi. Bây giờ là sẽ quay review nhà anh Hải nhá. Nhà anh Hải là mọi người ông nọ ngập lên 2 m. Ngập trên cái đàn piano kia. Ngập trên cái đàn luôn. Em đi Lào Cai là mai cái chương trình là cái chương trình hồi sinh sau bão mọi người ạ. Đấy. Thầy Huấn cạo đầu rồi à chị? Ừ, thầy Huấn là chơi kèo. Đấy, thầy Huấn chơi kèo là cạo đầu. Là cạo đầu mọi người ạ. Đây. Cô giáo Hương đây. Đây cô giáo Hương đây. Hợp lý luôn. Cô giáo Hương ở đây làm trọng tài nhá. Cô giáo Hương làm trọng tài. Chả kèo bằng lô amen đâu. Lô amen đâu cô giáo Hương ơi. Cô giáo Hương lúc nào phải cầm lô amen đi. Đây đặt đây làm kèo luôn này. Thắng thua lội này. Bao test không? Có bao test không? Bao tét luôn nhỉ? Thế à? Bét. Gớm rồi con, múp. Tỷ số đang nghiêng về đội nào đấy à? Cô giáo Hương từ nãy giờ làm trọng tài, tỷ số đang nghiêng về đội nào? Căng thẳng lắm à? Thế anh từ nãy giờ đi test được lô men chưa anh? Nhà anh Hải đang rất đông vui mọi người ạ. Úi dồi ôi. Anh Chiến bắn căng ấy. Là cứ tia vào chỗ đấy thôi. Tại vì là bảo rồi. Đang kèo đang rất căng thẳng mọi người nhá. Anh em ơi. Vẫn là số tóc thì có chơi kèo anh ạ, à, chơi kèo. Chơi kèo PK. Tại vì anh Phú không chơi mạng, anh Phú không biết. Anh Phú không xem mạng bao giờ, anh Phú không biết à? Chơi thua. Em hôm đấy là em thả cho anh rất nhiều luôn. Anh chấp. Hôm đấy anh Huấn có chấp mà. Mình là anh rồi, mình không phải mình là anh rồi đúng không? Nếu mà em mình là anh, ui ôi,
Chân... Ôi, anh Cương ơi. Này, kiếm được con ghẹ này đi test lô amen hợp lý rồi anh này. Em vừa kiếm được con ghẹ. Em vừa kiếm được con ghẹ này. Ghẹ này hơi múp ấy anh ạ. Ghẹ này hơi múp. Múp rụp. Anh em vào cho em Giang xin nút chia sẻ nhá. Cả nhà ơi đang chờ ăn dê, ăn các món dê quay, dê nhiều món ở nhà anh Hải Sapa TV. Tình hình là chị chào em Hưng Xăm Nam Định nhá. Chào Hưng Xăm nhá, Hưng Xăm bán đô men đâu rồi? Đây, chủ nhân ngôi nhà đang ở trên tầng đi xuống. Hải ơi, gần tay đây cho anh cái. Chào chú ạ. À, rồi. Đấy, số điện thoại đây. Chú ngắn. 0822. Không sao đâu, 65. Số điện thoại không? 1111. Em liên hệ. Em nhắn Zalo số này nhé. Cháu cảm ơn chú nhá. Đấy, đây này. Bão lớn nhá. Đấy, bão. Chú Hiệp là đại diện thương hiệu Lô Men của Giang rồi mọi người ạ. Đấy, cháu đang live stream với chú ạ. Khách nhắn tin lia lịa luôn. Có tin nhắn chờ không? Ừ, chú vừa đăng phát 4k2. Ờ, chú ok mà. Tính ta sẽ xin dụng ảnh với chú. Lăn, chú ơi. Cháu cảm ơn chú. Của cái đâu thì chết hết này. Đấy, cái khác bên kia đằng thương nhiều hơn là thịt thương. Trời ơi, được rồi. Có rồi, có đấy. Có. Nếu mà đánh ở trên mạng là vẫn ăn được. Anh em mình nhá. Vâng. Dạ, trên mạng anh được. Ôi, hoa kỳ, hoa kỳ. Ok, hoa kỳ. Không, đẩy sang. Đẩy sang khu này. Rồi. Chị đây, Vũ Đăng Tuấn ơi. Okay. Chị ghim số điện thoại Zalo chốt đơn đấy rồi đấy. Chia sẻ luôn anh Nguyễn Chiến nhá. Ok, Vũ Đăng Tuấn inbox cho chị nhá. Vũ Đăng Tuấn inbox cho chị. Muốn làm đại lý tốt quá luôn. Chị cũng đang cần tuyển đại lý toàn quốc mà. Đấy, thấy mọi người các anh thấy các anh ấy chạy là nét không? Hẹn hò nhau cái đi. Ui ôi, Hoàng Gầy ơi. Nói ngược à? Hoàng Gầy ơi. Ui, nhà anh Hải rộng với mọi người đây này. Nhà anh Hải là đang chiêu đãi mọi người món dê nhá, các món về dê. Gia Long ơi, anh nhắn tin vào cho em nhé, 369.000 một lọ anh ạ. Đây rồi, Mr. Thụy đã lên. Đây, nhà anh Hải đấy. Một tầng là ba phòng đây. Điện thoại chị đâu? Nhưng mà điện thoại của chị ấy, quay bằng điện thoại của chị, lát nữa chỉnh luôn bằng cái điện thoại giày ấy. Thụy ơi, Thụy chào mọi người một câu nào. À, chim lích Giang Dâu. Đấy. Hiện tại là hôm nay là gia đình đi ăn cỗ món, các món về dê. Khổ vì ăn này. Chị à, đây là em phỏng vấn chị Kiều tí là đây là cái mũ của dân tộc nào hả chị? À, thế à? Thế cứ đội thôi à? Không. Mông à? Mông nha mọi người nha. Cái mũ này là mũ của người to nhất của dân tộc Mông. Rồi. Hơ mông. Đẹp quá. Mày có đội cái cháu khi lát nữa em phải đội cái quay video.
Không, em lại không mang bộ nào. Mọi người ơi, nhà anh Hải là hôm nọ là ngập 2 mét nhà. Đấy, thế sau hôm nay thì cũng lau sạch sẽ tầng 1 rồi. Nhưng mà ở đàn Bialo là vẫn bị phù sa của đất cát là cũng han dỉ vào. Nói chung là đàn cá coi thì là cũng gọi là lượn ra sông hết rồi. Đấy. Đâu rồi chị? Chị mặc đi. Chào chị Lê Thị Nhài nhá, chào tất cả anh em đây. Gia đình nhà chị Tuyên Hạ. Ủi, chiều đã anh em ở dưới Hà Nội và Hà Tĩnh đi lên bằng mấy con dê, mọi người đây, mấy con dê siêu to khổng lồ, dê quay nguyên con. Đấy, dê quay nguyên con nhá, và nóng hổi vừa thổi vừa chờ mọi người ăn này. Đấy. Tủ vitamin hung hăng này. Có cả hình như gọi là hình này là 12 con giáp mọi người ạ. Đúng không chị Tuyên? Đấy, 12 con giáp. Đấy, 12 con giáp là vitamin hung hăng nhá. Đấy. Đẹp lắm mọi người ạ. Rượu đây là khu vực rượu vang, bày rượu vang. Đấy. Mọi người thấy không? Nhà anh Hải Sapa TV đẹp không? Mỗi phòng một tầng. Mỗi tầng là rất nhiều phòng. Đấy. Ê, bắt đầu. Nhưng mà chị ơi, sao chị là bằng lồng này á? Thôi cùng ra đi chị ạ. Không, nó cứ kiểu gì ấy. Không hợp. Em đây phải đổi, nếu mà bộ quần áo mà mình trong kiểu. Thế nhưng mà không thì vén cái tà áo này lên chứ. Ngồi. Chị ơi, chị quay cho chị kìa. Đây nhá, quay cho mọi người xem. Đây là món này là, đố chị biết món gì? Linh hầm với cả lá sen. À, chim dê mọi người nhá. Này, ăn gì bổ nấy mọi người ạ. Đấy, chim dê nhá. Mọi người có muốn xuống xem bia tiếp không? Quay xung quanh nhá. Đây, quay xung quanh, đây là phòng ăn. Em xuống dưới tầng 1. Em xuống tầng 1 nhá mọi người nhá. Tại vì là nhà thang máy, nhưng mà nếu mà live stream mà vào thang máy ấy thì là nó rất là dễ bị gì ta, bị lác mạng. Thế nên là em sẽ không live stream ở trong thang máy. Đấy, thang máy nhà anh trong suốt rất đẹp, thang máy đẹp phê luôn. Đấy. Em chào anh Chử Đức nha, chào tất cả anh em nha, chào Tình Lam nha, chào anh Giang Nguyễn Thị nha. Ô, em đi nhờ anh Giang ơi. Đó, đây, khu vực này mọi người có thấy không? Khu vực này là một khu vực rất là đẹp. Đó là khu vực. Mọi người ơi. Đây, từ trên cao nhìn xuống, khu vực này là khu vực tụ tập để anh em gọi là làm tí bia, biọt. Mấy tỷ số đang là bao nhiêu rồi? Tỷ số hiện tại không biết là bao nhiêu, vẫn đang gọi là căng thẳng. Lô La Men anh em ơi, Lô La Men cái tên nói lên tất cả anh em ạ. Lô La Men trồng xịt là fan, xịt là phê, xịt là mê, xịt là sướng. Lô La Men đâu cô giáo Hương ơi? Đây, cô giáo Hương giơ Lô La Men cho anh em xem. Mua lộc lộc rồi mọi người cứ đòi test nữa rồi nhìn con à? Hao, nhìn người ngon em thế này. Em sợ thằng Khoa thằng Tấn à? Không, thằng Khoa tuổi gì? À thế. Okay. Anh Hoàng gầy cứ trêu em ấy. Anh đang làm cái kênh này thì kênh này sẽ là phù hợp này. Kênh gì nhỉ? CEO. Nhưng mà anh vô Lô La Men chưa? Đây anh vô đi. Em đi bán còn cho Hương đi test nha mọi người nha. Ôi, thôi. Em bán Lô La Men cho Hương đi test. Lợi nhuận bao nhiêu? Lợi nhuận là ăn chia tao 70 mày 30. Mọi người đúng không? Em bán Lô La Men đây, số Zalo trước tuần của em Giang đây, còn test Lô La Men thì sẽ gọi cô giáo Hương. Ok anh em nhá. Lô La Men cái tên nói lên tất cả. Lô La Men xịt là phê, xịt là mê, xịt là yêu, xịt là sướng. Thụy á lên trên tầng 4 với chị rồi. Hai chị em đang tung tăng lên trên tầng 4 rồi. Đấy, chơi bia xong rồi thì bây giờ chúng ta lại đổ neo lên tầng. Đây, đồng đội Lô La Men nhà em đây. Đấy, đồng đội Lô La Men đây. Ui ôi, gì đây? Đường em lấy chưa cả Lô La Men đấy. Đấy, anh em lên trên. Cái gì đấy?
Lè lưỡi cái gì? Hải Vũ ơi, nói chung là quan trọng. Nói chung là ở khách sạn có massage đấy. Không, nên em hỏi rồi, em hỏi có lành mạnh không? Nó bảo có rồi không? mình lên đấu lại đi, lên đấu lại đi luôn mà. Em nói em toàn đi đấu lại mà. Đi cầu thai nó khỏe. Thật. Thằng mấy người đâu rồi, chán rồi cả. Đây anh em ơi, chúng tôi đang ở trên một cái gương rất là đẹp đấy. Tầng 4. Mai mà, mai spa mà. Đúng rồi Vũ Ngọc Vinh ơi, Thụy là chồng của em, nhưng mà em vẫn đang thiếu 10 người yêu nữa. Rất đang cần muốn bán lô men cho tất cả các anh người yêu. Từ đấy giờ em đang đi lên cầu thang 4 phòng rồi. Đi thang máy là thứ nhất là cái mạng nó bị lag. Đây, lang thang Chocobai. Đây, quay xung quanh đây, khổ lắm cơ ông Thảo Tung thì ông chia sẻ cho tôi chưa? Thật, không lái được đâu. Có hồ sự phân khoa nhá. Đúng rồi, Vũ Ngọc Vinh ơi, chuẩn luôn. Là sức mạnh gấp đôi luôn đấy. Khỏe như trâu là có thật nhá. Đây, hôm nay mới lộ diện là người đứng sau Lô Ramen đây. Người làm nên cái tên gọi là Lô Ramen. Cái tên nó lên tất cả nhá, anh em nhá. Đấy, anh Tổng Cương nhá. Đây. Em like kênh của em, like trang cá nhân, like trang của em. Chào cả nhà nhá. Ông này ông bảo phải quay mọi người đi, không được quay em. Tại vì mặt em trai rồi. Tình hình mọi người thấy thế nào đây? Hôm nay là Giang mới tuyển được em này đi test Lô Ramen. Múp mù mụp luôn. Múp mù mụp luôn. Múp rụp luôn. Múp rụp. Bây giờ là đến khâu ăn uống rồi. Chào tất cả anh em nhá. Anh em mua gì thì để lại.